Một cô ghi là cảm giác như thế nào? Để Best Star Sài Gòn cho bạn thấy nhé. Cô ghi là những chú chó thông minh và tràn đầy năng lượng. Cô ghi luôn chào đón tất cả mọi người bằng sự thân thiện và hiếu khách của mình. Còn đối với chủ nhân, cô ghi là một giống chó vô cùng trung thành và giàu tình cảm. Sau một thời gian gắn bó, những em cô ghi này có thể hiểu và đồng cảm với những lời nói và suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Nếu như bạn buồn thì cô ghi cũng sẽ bị buồn theo. Tuy nhiên, mặt trái thì nếu như bạn không dành thời gian để chơi với chúng thì cô ghi sẽ trở nên khó chịu, đi kiếm chuyện, trở nên xấu tính và khó nghe lời. Vì vậy, bạn nên chuẩn bị đồ chơi và dành nhiều thời gian cùng và đưa các em đi dạo nha. Nếu như bạn cũng yêu thích cô ghi thì đừng quên nhấn follow kênh Best Star Sài Gòn nha.